À chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là trưa ngày thứ năm, ngày 9 tháng 6 2022 nha anh em. À, mình lại tiếp tục có hàng cho anh em nha. À, trước mặt anh em là hai cái ốp trần 300W. Thì mình nhắc lại là hãng Jindian bên mình á là bây giờ ốp trần chỉ có hai loại thôi, 300W với 400W. Đó thì trước mặt anh em là hai cái 300W. để gửi cho anh Hùng ở tổ 1 phường Hưng Chiến Bình Long Bình Phước ha. Tổ 1 phường Hưng Chiến à, Bình Long, Bình Phước ấp ấp sở nhì vậy đó anh em Bình Long, Bình Phước đó. thì à, anh Hùng à, là chắc ở gần anh anh Bình lúc trước mình có gửi đèn cho anh Bình biết lần hai lần gì đó anh Bình cũng lấy ốp trần và bây giờ thì à, à, anh anh Bình anh giới thiệu cho anh Hùng à, cũng vẫn lấy ốp trần ha thì trước mà anh em là ốp trần à, 300W nha à, giá là 750 rưỡi một cái nhưng mà đang trong cái thời gian khuyến mãi anh em thời gian khuyến mãi mình à, đang khuyến mãi cái này nếu anh em mua một cái thì 750 một cái nha. Còn hai cái là 730 ngàn một cái nha anh em. Đó thì hai cái này là 1 triệu tư 60 ngàn. À, với anh anh lấy thêm hai cọng dây nữa. Đây hai cọng dây đây. Đấy thì hai cọng dây này à, mỗi một sợi 50 ngàn nha. Và hai sợi là 100 ngàn nữa. Vậy là cái đơn này có 1 triệu rưỡi... một triệu rưỡi um, à, một triệu rưỡi sáu um, uh, 60 ngàn ha đấy cộng dây nè anh em đấy, dây đấy, anh em thấy ok không dây chính hãng luôn nha. Của hãng Cidian nó gửi mình luôn á. Và mình ở đây mình cũng gắn cúp nối ráo rồi nè. Mình sợ nó chặt hay không vừa cho nên mình gắn luôn ha. Gắn vừa ok ráo nha. Và hai cái đèn cũng đang tiến hành sạc. À, sạc ok luôn ha. Cũng đang sạc rất là ok luôn nha mọi người. Đó thì mình nhắc lại về cấu hình. Tấm pin này là tấm pin 18W nha. Ngang à, à ngang 3,5 à, dài 3,5 này là 3,5 tất vuông ha đó 18 w bộ pin lưu trữ trong đây là 16 bây giờ 16 bây giờ là có 300 300 mấy chục con 328 con 328 con SMD 2835 nha 1 2 3 4 5 6 chia làm 6 vòng led và đường kính của cái đèn từ đây qua đây đường kính từ đây qua đây là 3 tức 2 nha 3 tất 2 mình nhắc lại là mình bán lẻ cái đèn này với giá là 750 nha anh em nhưng mà mình đang khuyến mãi anh em mua hai cái trở lên là mỗi cái còn 730 000 ha. Với giá này anh em thợ nào mua về để dành à, lắp cho khách của mình là rất là ok luôn mọi người. À, giá rất là ok ha, chỉ có 720 000 cái thôi. Giá khuyến mãi nha anh em, đang khuyến mãi nha. Đó thì à, anh Hùng anh cũng thấy mình khuyến mãi trên video á, ảnh mới hỏi thăm à, và và ảnh chốt lấy hai cái. Đó thì anh em nào đam mê cứ liên hệ ha. ốp 300 và 400 của mình là cổ chuẩn hàng Zinian nha anh em. Hàng rất là sáng sáng ok nha và cái tấm pin có cái tem không tấm pin này không có tem nha đó pin này tấm có tem tấm không có tem đó mình cũng không biết tấm nào có tấm nào không luôn còn đèn thì có nha l 300 nha anh em l 300 trăm gdl ba trăm nha đó thì giờ mình sẽ tiến hành mình test hai cái đèn bấm auto rồi rồi bấm auto rồi ở đây là mình test từng cái từng cái đó nha mọi người đấy rồi auto thì đèn nó cháy cái rồi nó tắt ha rồi bấm on rồi on rồi rồi vậy là cái đầu mối thứ nhất đã ok nha rồi mối thứ nhất ok nha anh em rồi báo thứ hai bấm nè, auto kìa. Auto kìa. Đấy. Rồi bấm uh, off kìa. Auto thì nó cháy chút nó tắt hay không? Rồi bấm on nè. On nè. Đấy, vậy là hai remote cùng với hai cái đèn đã sạc ok và đã hoạt động rất là ok rồi. Bây giờ mình gói thiệt là kỹ để gửi cho mấy ông anh mình thì thẳng uh, tiện cái, cái cuộc là họ nói chuyện nãy với anh Hùng á thì mình cũng nhắc với anh em như thế này. Khi mà mình uh, gửi cho anh em hai cái đèn thì chắc chắn mình sẽ gói chung nó vào một cái hộp một cái thùng một cái thùng nó giống như vậy này nè giống vậy đó nó giống vậy và giống mấy cái thùng kia kìa đó nó gói thành vậy đó thì anh em hỏi mình đó là phí vận chuyển của hai cái và phí vận chuyển một cái vậy thì nó tính theo phí vận chuyển một cái hay hai cái thì mình nói với anh em đó là phí vận chuyển ví dụ anh em mua một cái thì phí vận của cái này khoảng từ bốn đến năm ngàn nhưng mà mua hai cái thì phí vận khoảng từ 6 đến bảy chục ngàn nha đó, và hai cái đó nó ở chung với nhau anh em nói ủa sao phí giận của hai cái sao nó không phải giống giống như là phí giận của một cái tại vì hai cái cũng là một cục một cái cũng là một cục thì biết vậy rồi anh em nhưng mà hai cái thứ nhất là nó sẽ to hơn một tí to hơn là chiếm chỗ ở trong cái xe của cái vận chuyển á thứ hai là nó nặng hơn một tí đó, và nó to hơn và nặng hơn đó là nguyên do để nó đắt hơn một tí ví dụ như một cái là 45.000 thì hai cái nằm khoảng 65.000 anh em chứ không thể nào hai cái mà cũng 45.000 giống như một cái thì không được đó anh em suy nghĩ anh em biết mà nó vừa to hơn mà nó vừa nặng hơn vậy thì vận chuyển sẽ cồng cành hơn đó, cái đó thì bưu điện nó tính chứ mình không tính ở nhiều anh em cứ cứ băn khoăn vấn đề vấn đề đó nhiều anh em sợ phí vận chuyển cao quá đi thực chất là không có cao mọi người nó đúng anh em ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại nó rất là đúng so với cái vấn đề mà công sức người ta bỏ ra shipper người ta đổ xăng chạy tới nhà mình luôn xăng bên đây 31.500 lít rồi đó anh em đó, không đơn giản nha Thôi mình kết thúc video ở đây. Anh em nào đam mê cứ mua hàng ha. Bây giờ liên hệ Zalo 0766874311 nha anh em. Còn bây giờ mình có chuẩn chỉ rồi gửi cho anh Hùng ở tổ 1 phường Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước ha. À, có địa chỉ là ấp Sở Nhì nữa nhưng mà mình không có ghi vô. Mình quên ghi, mình ghi uh, phường Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước không à? Tổ 1. Uh, phường Hưng Chiến, Bình Long, Bình Phước nha. Thôi xin chào anh em nha. Hẹn gặp anh em ở những cái đèn tiếp theo. Nhớ liên hệ Zalo 0766874311 nha anh em. Đam mê kênh nhớ cho mình cái đăng ký vào kênh miền tây solar nha mọi người xin chào mọi người